Lần này yêu quái đã biến thành người rồi ư? Chúng ta sẽ giải quyết 7 bí ẩn của học viện. Biến hình Kengo Venimaru. Đón chờ những pha hành động mãn nhãn cùng những tràng cười rớt hàm trong một phim phiêu lưu vui nhộn và hài hước. Một bộ phim phiêu lưu hành động yokai vui nhộn và phi lý. Người hùng trường học yêu quái, tập đặc biệt trên kênh Animax.